Tức là bây giờ máy người ta đang báo E09. Bây giờ mình là khách, mình chỉ báo cho bạn là máy của mình đang báo E09. Và bạn phải kiểm tra. Và bạn phải đưa ra các phương án để tư vấn cho mình. Thì có hai phương án, một là giờ mình thay thế hai, có hai loại mà thay thế á. Một là loại loại chính hãng, hai là loại loại của bên thứ ba. Nhưng mình thay thế trong hai loại đó thôi. Với cái phương án nữa là nếu như thu hồi thì giảm, nếu mà hàng chính hãng thì được thu hồi nữa. Nó còn 3 phương án đó cho mình. Thay thế mà lại giữ lại linh kiện cũ thì là giá khác nữa, mà thay thế mà mình thu hồi về thì là giá khác nữa. Với là thay thế hàng thứ 3 thì là giá khác nữa. Nó là có 3 phương án đó. Cái vấn đề là mình không tư vấn dùng cái máy khâu được. Bây giờ hiện tại nó là làm một vài văn mẫu để cho nó nói rồi, để cho mình tư vấn, là mình học tư vấn. Cái vấn đề là mình biết học ở đâu rồi, nhưng cái vấn đề là tư vấn làm sao để là một người có chuyên môn, một người có kỹ thuật để nó khác hoàn toàn, nó người thợ tự do. Bây giờ vấn đề là bây giờ người ta báo là máy vai 09, nên tôi đến mà là anh máy của anh là hiện tại là bây giờ em kiểm tra đang báo E09. Thì E09 cái này thì nó thường thường E9, E10, E11 thì sẽ báo về mất nhiệt, thế hoặc là sẽ gây ra không sấy, rửa xong bình thường cuối chương trình mới sinh ra báo lỗi E09 hoặc E10, E11 là báo về đường mất nước nóng. Như con này của anh hiện tại em đang kiểm tra thì nó báo đây là E09, thì con này của anh em tháo kiểm tra đây thì nó không bị hỏng, cái hư sẽ đốt. Cái đốt này thì có các nguyên nhân dẫn đến khách hàng người ta sẽ hỏi của anh vẫn dùng bình thường thôi, tự nhiên học được. Thì cái nguyên nhân thì mình phải diễn giải cho khách hàng là con các nguyên nhân chính dẫn đến hư hỏng cái này. Một là có thể dán được côn trùng vào, những con rắn rất nhỏ, côn trùng vào với cái sợi đốt này, nó là sợi đốt dán bên ngoài, nên là nếu những con côn trùng, con rắn chui vào đây, nó kẹp vào đây, nó không ra được khí đốt nóng lên, nó sẽ sinh ra chập. Mình mở ra xem, nó sinh ra chập đây thì là côn trùng vào, dẫn đến là nó bị chết sợi đốt này. Hai nữa là có thể do anh dùng trong quá trình dùng lâu hay không cho muối bóng vào, thì nó dẫn đến canxi bám vào sợi đốt, nên là nó tăng dòng tăng trở, không thoát được nhiệt ra, thì nó sẽ dẫn đến lẩu sợi đốt, nó giống như ấm siêu tốc, dẫn đến lẩu sợi đốt và dẫn đến chết sợi đốt bay không chín đó. Còn cái nguyên nhân mà để chết tự nhiên của bên hãng thì gần như là không có, bọn em làm cho hãng gần như là sẽ không có nguyên nhân đó xảy ra, để khi mà nó bị lỗi, nó xảy ra chết nguyên nhân của hãng rất là ít. Nếu mà nó lỗi, nó sẽ lỗi ngay từ anh dùng 1-2 lần, nó sẽ lỗi ngay. Nếu nguyên nhân là lỗi do lỗi nhà sản xuất. Còn nên lỗi kiểm tra thực tế đây của anh là côn trùng nó vào dẫn đến hỏng, nó lỗ chập sợ lỗ dẫn đến chết. Thì cái phương án này chết thì nó, cái này thì bọn em gặp tương đối nhiều. Nhưng mà mỗi gia đình, có những gia đình người ta không dùng muối thì nó cặn canxi nhiều, bám nhiều, vôi bám nhiều, nó sẽ dẫn đến hư hỏng. Đấy. Hai nữa là cái vấn đề như cái con máy này của anh đi là kiểm tra đây, là cái côn trùng vào thì kể cả anh mới mua 1 tháng hay 2 tháng hay là 6 tháng đi nữa, hãng người ta cũng không bảo hành được, vì hãng người ta chỉ bảo hành lỗi của nhà sản xuất, chứ người ta không bảo hành được côn trùng hay là chập cháy hay nước vào làm hỏng. Nước vào thì chỉ có nguyên nhân nước bên ngoài dò vào thôi, nó dẫn đến là hỏng hóc, thì cái này hãng người ta cũng không bảo hành, người ta sẵn sàng người ta từ chối bảo hành luôn, kể dù rằng anh chị vẫn còn trong thời gian bảo hành của hãng người ta vẫn từ chối cái bảo hành này, và anh chị vẫn phải mất tiền thay dịch vụ. Hãng chỉ bảo hành trong cái phần là gì, phần là lỗi của nguyên nhân tự nhiên nó xảy ra thì bên hãng người ta sẽ bảo hành và thay thế miễn phí. Còn đâu là cái mà máy mà nguyên nhân côn trùng dán hoặc ngập nước vào, chứ cứ bảo hành trong phiếu hoặc trong cái phần chính sách bảo hành của hãng, thì anh chị đọc cái đấy thì sẽ hiểu được cái chính sách bảo hành của hãng, là bảo hành như thế nào, thuộc về hãng bảo hành như thế nào, là hãng từ chối bảo hành. Không riêng về máy rửa bát, mà tất cả các hãng linh kiện điện tử, kể cả máy giặt hay tivi hay là vi tính, thì anh chị cũng đều biết là cái chính sách chung thôi đó. Nhưng mà cái vấn đề này bây giờ có hai, còn nó là nếu có hai phương án. Một là anh chị có thể thay sợi đốt, thay cái đốt này bọn em sẽ bảo hành từ 3-6 tháng, hoặc là anh chị sẽ là các đổ bơm, bọn em sẽ đổi cho anh chị một cái bơm khác, là bảo hành cho anh chị 1 năm, lỗ 1 đổi 1.
Còn nếu mà thay đổi thay sẽ đốt không thì bọn em cũng bảo hành cho anh chị từ 3-6 tháng thì cũng lỗi cũng là 1-1. Đó, ví dụ là cái lỗi chẳng hạn là nếu mà khách hàng sẽ mượn lại cho mình câu hỏi, ví dụ thay đốt thì bao nhiêu tiền, còn đổi này thì bao nhiêu tiền. Thế bây giờ nếu mà thay đốt cái này thì có chị nó mất 1,5 triệu, còn nếu mà các đổi thì chị là mất 2,5 triệu. Là quyền lợi anh chị sẽ trong 1 năm không cần biết nguyên nhân gì bọn em sẽ đổi cái khác luôn. Tức anh chị thêm 1 triệu, tức là thêm cái này, đây là mua thêm chính sách bảo hành. Đấy, còn nếu anh chị không thích anh chị có thể thay đốt, em có thể sẽ thay cho chị đốt và bảo hành 3-6 tháng, lỗ 1-1. Còn nếu đến mà ví dụ vẫn côn trùng vào thì bọn em cũng sẽ không bảo hành được. Đấy, vì nó bọn em chỉ bảo hành là lỗi ấy thôi, lỗi do nhà sản xuất thôi, chứ còn côn trùng chứ bên anh chị không diệt côn trùng mà nhiều rán này vào đây thì bọn em không bảo hành. Đấy, nên bắt buộc anh chị phải diệt côn trùng khi bọn em thay thế xong, anh chị phải xịt rán hay là xịt muỗi hay là cái gì đó để làm nó sạch đi, hạn chế tối đa. Nhưng khách hỏi là thế này có thể là làm phương án nào để làm sao chống rán chuột vào đây, rán vào đây không ạ? Thực chất là cái đốt thì nó sẽ đốt hở, không thể bọc cái gì vào đây cả, mà mình chỉ có là gì, xịt ở bên ngoài, vệ sinh bên ngoài để làm nó tối đa đó, để tối đa để xử lý cái phương án là nó đỡ rán, nó côn trùng vào và trong linh kiện điện tử, hoặc là kê cao nó lên cho nó thoáng lên, kê cao cho thiết bị nó thoáng lên thì nó sẽ không bị. Chứ không phải mình không phải giải thích cho khách hàng theo dập khuôn là nói liên tục à, mà mình phải phân tích, nó phải có logic, tức là gì, nguyên nhân, kiểm tra nguyên nhân tại sao dẫn đến hư hỏng và cách khắc phục. Ví dụ mà cái máy của người ta nó bị là nó nhiều cái vôi, khi mình tháo trong suột nó hỏng, nó nhiều vôi, cặn vôi, thì mình phải tư vấn khách hàng là phải đổ muối bóng vào để làm gì, nó không bị vôi hóa, đúng chưa? Nếu mà bị vôi đây nó sẽ đóng cặn vào, nó giống như ấm siêu tốc của mình thôi, vôi nó cặn vào nó dẫn đến chết, nó không thoát nhiệt ra, nó dẫn đến hỏng thôi. Đấy, mà nhà sản xuất hướng dẫn là cái muối này thì bắt buộc phải đổ rồi. Nhưng người ta khách hàng mà chị cứ tưởng là dùng cái viên 3 trong 1 với 5 trong 1 đầy đủ, không, viên 3 trong 1 hay 5 trong 1 thì nó chỉ có tác dụng là chỉ được lửa chương trình đầu, rửa nó đã hết rồi. Còn cái muối này thì nó sẽ dùng cả anh chị khi cấp nước vào, nước sẽ đi qua bình muối và lại hòa tan và làm mềm nước vào, chống đóng cặn canxi. Nó dùng nhiều chương trình sấy hoặc bóng, chương trình sấy nó sẽ giật để làm sao khi rửa nó tạo ra môi trường bóng để tránh mỡ nó bám cặn lại trên bề mặt máy, bề mặt bát. Nó là dung dịch, nó dùng cho cả cái chương trình rửa. Chứ còn 5 trong 1 kia nó chỉ có chương trình lửa, chương trình đầu, anh chị rửa nó đã hết mất rồi. Đây là bọn em là về phần kỹ thuật, bọn em hiểu biết, bọn em tư vấn anh chị, chứ bọn em không tư vấn bán sản phẩm. Còn những cái môi chất này anh chị có thể mua trên thị trường hoặc mua bất kỳ công ty nào cũng được, đổ nó vào. Bọn em độc lập, bọn em không tư vấn bán sản phẩm nữa, hay là chị thay xong chị phải mua thêm cái nào ai bán cái bên kia, thấy chưa? Tức là cái vấn đề là mình phải giải thích cho khách hàng, và khách hàng người ta phải am hiểu cái vấn đề đó để người ta sử dụng, người ta không tránh bị hỏng liên tục. Thì tức đây là người thợ có chuyên môn thì mình phải dẫn giải cho khách hàng nguyên nhân tại sao chết, tỷ lệ chốt đơn mới được. Chứ còn đến mà chỉ trừng quả cái đấy thì khách hàng cần sẽ tỷ lệ chuột rất là cao. Có bạn mà đến biết là thừa biết là nó hỏng, chứ hỏng không biết, không tư vấn với khách hàng thì chốt đơn vẫn là chuột bình thường. Chứ không phải bạn đến nên là người bạn nói là người ta làm đâu, không có đâu. Vì bạn là người kỹ thuật, bạn phải diễn giải, bạn phải giải thích cho người ta tại sao người ta hỏng, để người ta còn tránh. Giữa một người có kinh nghiệm nó khác với một người không có kinh nghiệm. Một người kinh nghiệm bao giờ người ta sẽ là tìm cái nguyên nhân trước để diễn giải khách hàng và để thông báo khách hàng, để khách hàng biết, xong người ta mới đi đến là chốt báo giá và thay thế đó. Còn khi thay thế mục A, B, C đó thì mình lúc đấy mình sẽ giải thích tiếp để khách hàng hiểu là quyền lợi người ta được cái gì, người ta thay cái này người ta được cái gì, người ta thay cái này được cái gì, đúng chưa? Đấy, đây là cái bài học vấn đáp, cũng như là mình khi sau này mình tư vấn, là mình nói mình tư vấn cho khách. Bây giờ khách hàng muốn bán cho khách hàng một bộ viên rửa hay một hộp muối hay một viên bóng thì người ta phải hiểu được cái công dụng cái đấy nó là cái gì thì người ta mới mua. Chứ chị xem trên mạng người ta không cần dùng cái này em ạ. Đây là em chỉ tư vấn, còn chị mua hay không quyền chị. Còn sau này khi nó hỏng hóc thì chị đã mất tiền. Còn nha, sản xuất khuyến cáo là phải dùng cây muối và cây bóng này. Viên rửa có thể dùng hoặc không dùng vẫn được vì nó sạch bằng nước nóng. Vì muối này đi ra để trung hòa để làm tăng cường độ nóng và làm sạch bát.
Nhưng nếu không có muối thì nó sẽ gì dẫn đến các hiện tượng, đúng chưa? Nó sẽ dẫn đến hiện tượng hư hỏng, dẫn đến hiện tượng là chập cháy. Thế thì mình là người đã làm về chuyên môn thì mình phải tìm hiểu, tìm tòi và mình học thuộc lòng trong đầu mình để mình tư vấn, và tự nhẩm trong đầu mình để mình tư vấn cho cái khách, để nó trở thành một bài học thuộc lòng. Khi khách hàng đến mình tư vấn nó là trơn tru, nó không bị vấp váp gì cả. Đấy. Còn bát bệnh nào cũng đều có nguyên nhân hết.